Good morning, very nice. How are you? Tell me, look. Tell me, I'm talking to a boy, I'm telling you, I'm telling you. Where are they here already? Yeah, go somewhere else. Go somewhere else. It's the house of president here. Right along the beach, okay? Second in the Gambia right now. We are trying to return to Senegal. Now about 2 p.m. So we have to return there to fly back to America tonight. In the ferry near in Gambia. Okay.
So pag ganyan dyan, hindi ka hold ka di at hanggang damay. Eh, po si Dugan, si Kaya. Bukas, huwag gira, huwag. Dami ba? Come to Spain, you have to go to Spain, bang it, yeah. Hello? Yeah? Naam? Kaya di muna ka? Okay, yan na ako. Wow, man tama ni Kotiyon, mangi dem ba... Today is January 23rd. We arrive Casablanca, Casaport, the train station. So we're here to go to see the Casablanca again. Now we buy the train ticket. Go back to airport at 11:08. Now we go to Central Market. We go to Central Market now. Diem, đi thế này đi.
cần không có đi Central Market nè, đi ngang lại đi ngang mà đi ra luôn nè. Đấy, đây sạch sẽ quá em, đây sạch sẽ hơn. Đây nó có còn đường trắng xi măng đồng đi không? Đất tôn rồi. Lần nào chưa nào đâu? Không biết rồi. Mấy người đi dần này em ơi. Cái giả đi dần này nè. Mấy người đó đi theo hướng người ta đi á. Hồi đó mình nhớ tới đây là mưa. That's a UNESCO mosque, Hansen Mosque, Hansen Dörr. Có người, phải nghĩ có người dẫn á. Chụp hình đi, xong chụp. Ok, nhưng mà thôi, chị ở đây chứ, ở đây sạch sẽ. Đi lại thêm nữa. Chắc thêm gì remodeling remodeling với chỗ ấy mà landscape thôi. Ừ, nó làm landscape lắm. Remodeling cái này cái history. Red cafe. Red cafe của Casablanca. À, chỗ đó nó nhìn ra sunset đó. À, Red cafe. Ờ, anh biết vậy chụp cái tấm hình Red cafe. Chụp đi. Oh, Portuguese. Portuguese. That's okay. Portuguese. Portuguese.
Central Market. Ăn ngon nhờ, ăn ngon. Ăn ngon nhờ. Mua về thì nó không có xài đâu. Mười đó bắt đầu một đồng rồi hả? Ờ, đồng. Hút nhiều hả? Hút đi lẩu. Seven. Airport day. Cái tiếng này dơ quá. Jaffa in Paris right now. We go to Lido Paris show at 9 o'clock. Now it's 8:40. So we have about 20 minutes to go there. Alright, hey, don't worry. Chúng em, chào bạn. Little Barry, we come here, we bought the ticket in the US, come here and see Little Barry.
little very sont prêts, la chorégraphie est au point, la répétition peut commencer en attendant de retrouver. Now see about 8 a.m. on 24 of January 2018. We arrived Paris last night and now we about prepared to go to the airport to go back to US. Now we're walking at the Gare du Nord. Stone Hotel. Yeah, not for that. Well, we get off terminal 1 and 3 for Wow Air. Don't go to terminal 2. It goes terminal is wrong. Terminal 3 for Wow Air. Wow Air is in terminal 1, so we have to go out here to get back to terminal 1. Wow Air on Terminal 1, next time, remember Terminal 1, Terminal 1 for Wow, Wow Air. So nice though.